Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Và cái kèo này dễ so vãi đạn các bạn ạ. Đây là Galaxy A52s 5G và đây là iPhone 10R chính hãng. Nói chung thì nhiều bạn sẽ nói tại sao ông lại mang một con A52 về đây lại đi so với con iPhone 10R. Bởi vì là nó cùng giá các bạn ạ. Hàng chính hãng iPhone 10R bây giờ vẫn loanh quanh đâu đó tầm khoảng 10 triệu tại Hoàng Hà Mobile đang bán, các bạn có thể tham khảo ở link phía bên dưới. Còn A52s 5G này thì tại đây cũng có những thời điểm giá chỉ khoảng dưới 10 triệu nếu các bạn canh những cái đợt hot sale cuối tuần. Nói chung là giá hai con này thì sàn sàn nhau. Thế thì khoảng trên dưới 10 triệu nên mua cái điện thoại nào? Mua một con điện thoại gọi là tầm trung từ cách đây vài năm, hay mua một con điện thoại tầm trung của một hãng khác chạy Android mới ra mắt gần đây có rất nhiều công nghệ mới? Thế thì so sánh với nhau một chút xíu để các bạn đưa ra quyết định kỹ hơn nha. Let's go. Nhưng mà thực tế mà nói, mang cái video này lên thì các bạn cũng biết kẻ nào ăn rồi. Thế nhưng mà mình cứ phải nói luôn một điều, các bạn là iFan, các bạn thích iPhone, các bạn muốn sử dụng iOS, và các bạn đã có rất nhiều những thiết bị trong hệ sinh thái của Apple rồi. Ví dụ như là các bạn đã có MacBook, các bạn đã có iPad, các bạn đã có AirPods, các bạn đã có Apple Watch, rồi các bạn đã có iMac, các bạn nói chung là có full đồ Apple hết rồi. Mà các bạn cần một cái điện thoại chạy iOS thôi để mà chúng ta bổ sung trong hệ sinh thái thì con này, chứ không có con nào khác cả. Các bạn lại lo cái gì iPhone SE 2020 thôi. Bỏ. Ok. Nên là nói chung nếu như các bạn mà thực sự cần một cái điện thoại chạy iOS thì chỉ có con này trong cái tầm giá này chính hãng ở thị trường Việt Nam mà thôi, chứ không có bất cứ một sản phẩm nào khác, nên là so sánh như thế này thì nó hơi vô nghĩa. Còn nếu như các bạn đang phân vân là nên mua iPhone 10R hay Galaxy A52s 5G thì những thứ sau sẽ khiến các bạn quan tâm hơn này. Cái đầu tiên chính là cái màn hình. Màn hình thì luôn luôn là điểm yếu của dòng iPhone 10R và iPhone 11. Mình nói không biết bao nhiêu cái video rồi, nó xấu các bạn ạ. Nó xấu như cửa ấu trên rừng, nhìn như cái dây thừng buộc mũi trâu, nhìn chán dã man luôn. Ngay từ cái shot này các bạn có thể thấy là màn hình của A52s nó đẹp bao nhiêu. Thì màn hình con này bị ám màu xanh lá bấy nhiêu, rồi nhìn nó hơi xấu, nó bị ám màu, cái thứ nhìn nó không đẹp. Nói chung là cái yếu tố về màu sắc là chúng ta đã có thể thấy sự khác biệt quá rõ ràng giữa một cái màn hình AMOLED và một cái màn hình IPS LCD. Độ phân giải nó lại còn thấp nữa. Con này thì chắc chắn là Full HD Plus rồi. Tiếp theo đấy là cái độ mượt ở cái màn hình. Thì con này là 120Hz, con này là 60Hz mà thôi. Cho dù các bạn có nói như thế nào chăng nữa, cho dù các bạn có kiểu biện minh là iOS nó mượt như thế nào chăng nữa, thì mình cứ phải nói luôn là A52s vẫn cho cái trải nghiệm vuốt trên cái màn hình nó sướng hơn hoàn toàn. Tại vì nó mượt cực kỳ các bạn ơi. Các bạn mà cứ vuốt Facebook, các bạn lướt Facebook, các bạn lướt web, hay là các bạn lướt lướt những cái thứ gì mà các bạn có thao tác trên cái màn hình này, các bạn sẽ hiểu cái chuyển động của 120Hz nó mượt như thế nào, nó sướng như thế nào so sánh với 60Hz trên con iPhone 10R này. Và xét về yếu tố màn hình, không có một cái cửa nào để nói rằng là iPhone 10R nó tốt được hơn con A52s này cả. Ngoại trừ một vài những bạn iFan sẽ có cái yếu tố đấy là độ bền, và một vài những bạn iFan sẽ có yếu tố đấy mang vào lỡ chẳng may rơi hỏng thì thay màn hình của IPS LCD trên con 10R nó rẻ hơn so sánh với AMOLED của con A52s 5G. Trời ơi, các bạn mua điện thoại dùng mà các bạn cứ sợ hỏng như thế này thì thôi, dùng đen trắng cho nó rẻ. Ok, thế cho nó nhanh. Rồi, đến yếu tố tiếp theo sẽ là cái thiết kế, và mình tiện nói luôn là cái camera. Thì thiết kế xem nào, một con này mang hơi hướng pastel, một con này mang hơi hướng bóng bẩy một chút xíu. Ví dụ như mình đang có ở đây là hai cái màu phải gọi là quá chóe luôn. Thì màu xanh mới chứ con A52s 5G nó kiểu xanh ngọc, nó nhẹ hơn, nó dịu hơn. Còn cái màu đỏ trên con 10R này thì nó đỏ chói luôn, đỏ chóe luôn, nhìn nói chung là cũng khá là ấn tượng. Mình thì mình thích mấy kiểu màu đỏ này mà, nên là cái này thì phụ thuộc vào gu thôi. Cuộn cam thì một bên là một ống kính, một bên thì nó là bốn ống kính, và con này thì nhờ có bốn ống kính thế nên nó cũng có nhiều cái thứ thú vị hơn. Ví dụ như là cam chính 64 chấm chất lượng nha, chụp hình quay video về chống rung OIS rất là tốt. Camera góc siêu rộng rất là ngon, con này thì không có. Camera macro chụp hình cũng cho chất lượng khá là tốt, con này không có. Và cái này thì có thêm cái vụ mà hai chấm xóa phông gì đấy, cái đấy thì bỏ đi. Nói chung ạ, xét về cái tính năng liên quan đến cái camera thì A52s 5G tốt hơn rất là nhiều. Và cái trải nghiệm chụp hình nó cũng ngon hơn rất là nhiều. Nhưng iPhone nó lại có một cái điểm lợi khác, đấy là khả năng quay video thì nó vẫn ngon.
Quay video ở cam chính cho con iPhone 10R này thực sự là quá ngon và không có điều gì phải suy nghĩ cả. Nói chung là cái độ mượt, độ ổn định, chống rung các thứ trong quá trình các bạn quay video thì cũng không điều gì để phải bàn. Nói chung về khoản camera thì iPhone 10R chỉ hơn con A52s 5G này khoản quay phim thôi. Chứ còn lại những thứ khác thì mình thấy là nó thua. Hay là cái camera selfie này thì iPhone 10R nó vẫn mang hướng đến chân thực. Nhìn nó nói chung là sướng mắt, quay video selfie với mấy app bên thứ ba thì ok. Còn Samsung thì nó mang hơi hướng làm đẹp sẵn. Nói chung là cái đấy thì phụ thuộc vào gu thôi. Nên là mình thì mình vẫn chấm điểm cho con này về mặt đẹp hơn, còn con này về mặt chân thực hơn. Đấy. Rồi, bây giờ đến phần hiệu năng này. Con này là Snapdragon 778, con này là Apple A12 Bionic. Để mà nói thì mình vẫn cho một cái điểm cộng trên con Apple A12. Tại vì khi nó kết hợp với cả iOS ấy, nó vẫn mang một tốc độ rất là nhanh, rất là mượt. Và các bạn cũng không phải suy nghĩ quá nhiều về cái gọi là vấn đề giật lag trên con điện thoại này. Cho dù là các bạn sử dụng thêm 1 hoặc 2 năm nữa, kể các bạn gaming thì những tựa game kiểu quen thuộc như Liên Quân, như là PUBG hiện tại thì chơi trên con này vẫn cực kỳ là sướng. Và FPS nó vẫn ổn định trong quá trình các bạn chơi. Quan trọng là cái mức setting ấy, các bạn để hợp lý một chút xíu. Với Liên Quân, Liên Minh với cả kiểu PUBG thì các bạn yên tâm mở mức setting được hết. Nhưng mà lời khuyên của mình để chơi ổn định lâu dài thì các bạn để mức setting trung bình thôi, nó sẽ là ok hơn. Còn với con Snapdragon 778 chứ A52s 5G này thì nó vẫn ngon, chơi game các thứ nó vẫn ổn, độ mượt các thứ nó mang lại vẫn rất là tốt. Nhưng sự ổn định nó sẽ vẫn thua so sánh với iOS và Apple A12 chứ con 10R này. Thế nên là cái này các bạn cũng sẽ cần phải cân đối thôi. Nhưng rõ ràng cái sự khác nhau về mặt nền tảng thì một bên là Android, một bên là iOS thì nó cũng sẽ khá là khó để mà so sánh. Nên là các bạn cứ cân đối theo nhu cầu của bản thân thôi. Về vấn đề hiệu năng này thì dựa trên con số các bạn cũng có thể thấy được sự khác biệt nhau khá là rõ ràng rồi, đúng không? Con này thì còn có thêm cái 5G, con này thì không. Nhưng mà 5G thì mình chưa bao giờ mang vào đây là yếu tố để mà đánh giá hơn hay là không cả. Nên là thôi, phụ thuộc vào nhu cầu của bạn nhé. Thời lượng pin sẽ là cái cuối cùng mình muốn so sánh ở hai cái điện thoại này. Để nói về pin thì trước đây iPhone 10R từng có một cái thời gian sử dụng cực kỳ tốt, nếu không muốn nói là một trong những chiếc iPhone hồi ra mắt đó, là nó là tốt nhất. Nhưng bây giờ rất nhiều những chiếc điện thoại Android đã có thời lượng pin tốt hơn rất là nhiều. Ví dụ như con này có pin là 4500 mAh. Và nếu như các bạn sử dụng bình thường hàng ngày á, thì pin của A52s 5G thậm chí nó trâu còn hơn cả con iPhone 10R này cơ. Có chăng nếu như các bạn chơi game liên tục ạ, thì con A52s 5G này mà khiến cho máy nó bị nóng lên quá nhiều ạ, thì nó sẽ bị đốt pin nhanh hơn mà thôi. Nói chung thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái trải nghiệm và cái cách sử dụng điện thoại của từng người khác nhau. Chứ nếu như các bạn mà ví dụ xem phim, các bạn mà cài phim các thứ, phim 4K, phim Full HD mà cái nền đen nó nhiều ạ, thì màn hình AMOLED lúc này nó lợi thế kinh khủng luôn các bạn. Và nói chung là các bạn xem những cái nội dung kiểu bình thường không chạm vào cái màn hình này nhiều thì chúng ta không cần kích hoạt cái màn hình 120Hz lên thì nó cực kỳ tiết kiệm pin luôn. Nói chung là pin khỏi phải nghĩ, khỏi phải bàn luôn, dùng rất là sướng. Còn với iPhone 10R nó sẽ không thể nào bằng được cái điều đó. Đấy là còn chưa kể con này sạc nhanh 25W sử dụng cổng Type-C, các bạn cũng có thể mua rất là dễ dàng và các bạn cũng có một thời gian sạc nhanh hơn so sánh với con này sạc chỉ là 18W và nó tốn nhiều thời gian để sạc đầy hơn rất rất nhiều. Vậy các bạn nghĩ sao? À, còn thêm cái vụ vân tay trong màn hình Quang Ngọc Face ID cái thời điểm này thì lúc nào phải bịt khẩu trang nó hơi phiền rồi, nên là cân đối thôi nhá. Nói chung á, so sánh giữa hai con này thì mình thấy kèo nó khá là dễ. Tại vì rõ ràng các bạn muốn có một cái gì mới mẻ, các bạn muốn có một cái màn hình đẹp hơn, ấn tượng hơn, vuốt mượt hơn, sướng hơn, có 5G, camera thú vị hơn, nhiều thứ đồ chơi hay ho hơn, thì các bạn chọn A52s 5G. Nhưng nếu các bạn muốn có một cái iPhone, chỉ đơn giản là một cái iPhone chạy iOS trong hệ sinh thái của Apple, chúng ta có thiết kế khung viền kim loại, mặt lưng kính, có sạc không dây, có tiêu chuẩn thoáng nước IP68, con này chỉ là 67 thôi. Hay là chúng ta muốn có cái Face ID, có cái tai thỏ để mà khen thiên hạ, thì các bạn chọn iPhone 10R. Nhưng rõ ràng là rất nhiều thứ khác nó không thể nào bằng được. Ví dụ như màn hình xấu hơn, ví dụ như camera chỉ có một ống kính, hay ví dụ như cái thiết kế màn hình tai thỏ thì thực sự mà nói là nó quá xấu rồi các bạn. Xấu như của ô trên rừng. Vậy các bạn chọn cái điện thoại nào? A52s 5G hay iPhone 10R? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Đừng quên check giá của cả hai sản phẩm này tại Hoàng Mobile để có mức giá tốt nhất. Link sẽ về bên dưới, mình sẽ ghi comment để quan tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye.